chiếc tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi thấy lên đường bảo vệ tổ quốc, thật là tuyệt vời ha bạn trẻ các bạn ha. Ở đây thì khi mà các bạn ấy dừng lại thì ăn cơm ở đây, thì các bạn dừng lại ăn cơm ở đây. Mình cũng vậy nữa, mình cũng đi cái chuyến xe Hoàng Đức kia, cũng dừng lại đây để cho khách ăn cơm, dùng cơm trưa. Thì mình cũng tình cờ mình cũng gặp mấy chiến sĩ tân binh ngày hôm nay là lên đường nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc. Thì cũng thấy một cái hình ảnh rất là đẹp của quê hương mình, thể hiện thử tuổi trẻ yêu nước. Cho nên là mình cũng muốn ghi hình để chia sẻ đến bà con mình xem, rất là dễ thương ha cả nhà ha. Nhưng mà bây giờ thôi các bạn ấy đang ăn cơm, mình cũng không vào ghi cận cảnh cho cả nhà xem, mình chỉ đứng ở đây thôi ha. Đây, như xe nào mà xong rồi thì là lui ra để đi nha. Tuyệt vời không? Dễ thương quá đi. Yêu nước và sẵn sàng để phải lên đường để bảo vệ tổ quốc. Và đây là nét đẹp của quê hương mình. Đây còn một số chiến sĩ thì đang dùng cơm ở đây nè. Thì ngày hôm nay cũng vậy nữa, không riêng gì chiến sĩ ở Lý Sơn Quảng Ngãi mà cháu mình cũng vậy nữa. Cháu mình ở tỉnh Hòa Bình ngày hôm nay cũng lên đường nhập ngũ cả nhà. Nhưng rất tiếc là bị vì mình cũng chiếc xe của mình đi vào Sài Gòn, mình không có đưa tiễn cháu được để có những hình ảnh để ghi lại để làm kỷ niệm. Cho nên thì mình cũng đến đây, mình cũng tình cờ gặp ở đây thì mình cũng sẽ ghi hình ở đây chia sẻ cho bà con mình xem nha. Ngồi trong xe này cả nhà thấy dễ thương không? Sau một chuyến đi dài từ cái lúc mình xuất hành xuất bến 9 giờ đêm, bây giờ thì cũng đã đến được khu vực này là quốc lộ 1A, quốc lộ 1A Đức Phổ Quảng Ngãi. Mình đã dừng đến được Quảng Ngãi để mình ăn cơm này cả nhà. Và cũng tình cờ gặp các chiến sĩ tân binh nhập ngũ ngày hôm nay, mình ghi hình cho cả nhà xem. Thôi thì chút xíu nữa có điều gì nữa hay và đẹp của quê hương mình trên dọc đường đi, trên suốt đoạn đường đi thì mình sẽ ghi hình tiếp chia sẻ cho bà con mình xem nha. Nhà hàng Vĩ Tuyến Cơm Bắc Nam phục vụ các loại xe, địa chỉ ở Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị, phục vụ 24/24 và có số điện thoại là 0972 976 017. Nơi đây là Quảng Trị. Cần Thơ Bạc Liêu. Ủa? Cần Thơ Bạc Liêu. Wow, mấy ông này cao cấp nhất nè. Ơi, tiêu chuẩn cao chưa nè. Ghê. Bởi vì ngồi với sếp mà có khác thiệt á. Lẩu nóng thế nè ha. Chất lượng chưa? Vâng. Thôi. Mấy anh em của người Mường. Mấy anh em vui nhưng mà đừng có say nha. Dạ, không có say nha. Sẽ là lên xe là không ai phục vụ nha. Đúng rồi. Thôi chúc mấy anh em mình ngon miệng ha.
Chào 500 anh em. Cái bức tượng này nói là điều gì em? Cái bức tượng này nói là điều gì? À. Giống bữa mình đi du lịch ở ở làng Hoa Sa Đéc ở trong trong kia. Có cái căn nhà úp ngược, nghĩa là nhà mà xây cái kiểu hình dáng ngược á, nóc chổng xuống đất á. Ở trên nó được và có một cái chiếc thuyền. Cái này 80. Giá đấy. Bánh bía. Rồi cũng có cái chiếc thuyền, tàu thuyền nó giống như cái thời mà cướp biển Caribe đó. Trời đất ơi, lên đó là quá trang. Nghe có một căn nhà úp ngược rồi. Căn nhà úp ngược. Chưa được đi ha. Lo làm giàu không mà. Thôi kệ, cũng cố gắng nhặt đầy túi ha. Thôi cảm ơn nha. Chúc cửa hàng mình càng ngày càng phát triển ha. Thu hoạch càng phát tài phát lộc ha, tiền vô đầy túi nha. Cảm ơn chị nha. Rồi rồi, cảm ơn. Đây là các trò chơi phục vụ cho các bé nè. Đây là bữa cơm nhà xe đãi cho đoàn xe Hoàng Đức của mình ha. Đúng rồi. Dạ. Đây là bữa cơm mà Hoàng của chủ xe Hoàng Đức gọi cho các hành khách trên xe để dùng bữa nè. Thanh Điệp. Cho Thanh Điệp. Cho Thanh Điệp chứ không. À đây Thanh Điệp, còn Hoàng Đức bên kia. Cũng giống nhau thôi, hồi nãy mình cũng dùng xong thức ăn giống vậy nè. Thôi cảm ơn mấy anh em nha. Chúc các bác ngon miệng ha. Thôi xong rồi thì mình cũng chuẩn bị mình lên xe thôi. Đây là xe Hoàng Đức, xe của mình đi đây nè. Tối nay là tới nhà rồi cả nhà ơi. Ôi trời. Con cơm chưa? Con cơm chưa? Hả? Con. Ăn chưa? Con cơm chưa nãy hồi tối qua nay tôi nghe lanh dữ lắm mà. Con ăn nhiều không? Con ăn nhiều, ăn no chưa? Ăn no rồi hả? Rồi con mua gì á? Con xách gì á? Con mua rau câu. Trời ơi cưng ơi. Nè nè, con nói cho các bạn nhỏ nghe nè, con tên gì nè? Con tên gì? Tên Đăng Hi. Nói mà nghe không rõ. Nói đớp quá nghe không rõ. Đúng rồi, con tên Gia Huy. Gia Huy đó, mình nghe là Gia Huy mà nghe tưởng là Gia Hi. Gia Huy, đúng rồi, Gia Hi. Thôi đi lên, mình cũng lên xe thôi để đứng dưới đèn hồi lạnh. Đây bà, tất cả bà con xe Hoàng Đức mình dùng cơm xong hết rồi nè. Thôi mình cũng tiếp tục lên xe rồi, cuộc hành trình của mình còn dài nha cả nhà, về tới Hà Nội còn dài. Thôi mình cũng lên xe nha. Thank you.
đây thì thời tiết khá lạnh rồi cả nhà. Còn đâu đó chừng 700 cây số nữa thì là mới đến Hà Nội nha. Xem video, hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.